Em lại chào các bác nha. Em là sĩ Hải Phòng. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 3, ngày rất là đẹp trời để tiếp tục là xử lý công việc gọi là người ta gọi là chuyên môn. Thì cái cây này hôm trước là hôm mùng 2 Tết là em có một cái video là làm kích kỳ ở trên thân tơ phi điệp ấy. Thì hôm nay nó cũng được 23 ngày đấy. Cô chú anh chị đấy, mình không sốt ruột nhé, làm cái gì cũng vậy. Đây, hôm nay em mới dám cho cô chú chị xem là kết quả của nó. Thì em có kích 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mũi. 7 mũi thì nó lên, nó đã sưng lên được, hiện tại là được 12 cái kỳ. Chuẩn xác là 12 kỳ. Còn một cái ở trên ngọn này thì để em làm sau, tại vì nó vẫn chưa có đanh lắm. Thì tất cả nó đã sưng lên rất là to, có cái đã thành hình kỳ rồi. Hôm nay em sẽ làm một cái video là hướng dẫn cô chú anh chị là cái cách là mình tách cái mầm gốc và trồng lại cái mầm gốc vào trong cái giá thể. Và tại vì sao là mình phải tách cái mầm gốc ra, thì đây em sẽ cho cô chú anh chị quan sát. Thì ở đây em có một cái cụ. Cây này là cây lâm cây trắng HO này. Cái cây này của em thì nó rễ nó rất là to rồi. Nó có 3 cái rễ to và 2 cái rễ nhỏ ở bên dưới. Thì nó cũng khá là khỏe rồi. Bây giờ mà mình cứ để cái thằng này nó ở đây thì nó sẽ không lớn được hai cái thằng bên cạnh. Thằng này bây giờ nó đang ăn rất là nhiều chất. Mà trong khi đó hôm nay này em cũng tiến hành là kích một loạt cây ở đây rồi. Thì em sẽ tách cái mầm này ra để cho nó phát triển độc lập, chứ mình cũng không để đây. Tại vì để đây thì ví dụ là đến tầm tháng 7 tháng 8 mình có làm cái mầm lỡ để cho cây cụm này nó to lên đi thì nó sẽ rất là rối rít. Nên là em sẽ tiến hành là em tách cái mầm gốc này ra và trồng lại. Thì cô chú chị có thể là theo dõi video và làm theo em, hoặc là có phương án khác thì làm theo cái phương án của mình. Còn ai biết cái cách này rồi thì bỏ qua video, tránh trường hợp là ném gạch ném đá, anh em làm đi mất cái tình cảm của người chơi lan. Ở em đang quay thì là có khách, hôm nay là có mấy anh em đến theo dõi cách là tách mầm. Rồi em sẽ tách cái mầm gốc này nhá, mọi người cùng theo dõi nhá. Thì cái tách này của em tách thì nó cũng khá là đơn giản thôi, cũng không có gì là cầu kỳ. Đây thì em sẽ dùng một tay em ấn vào cái cây mẹ, một tay cầm vào cái thằng mầm này nhá. Mọi người khéo léo chút nhá, rồi mình bẻ nó ra thôi, vậy là xong, rất đơn giản. Đây anh nghĩ là để thêm tí nữa cho nó già nhưng ok, nhưng mà hôm nay nó mát rồi thì em bẻ luôn. Đấy, vậy là ok. Đây, sau khi mình làm xong thì lấy tí cồn nhá cô chú chị nhá. Đây là cái cồn 90 độ này, mọi người chấm vào. Cái cồn 90 độ thì nó không có tính chất chạy như cái cồn 70 độ. 70 độ nó có thể là nó ngấm sâu vào trong cây, nó không tốt. Mình dùng cái cồn 90 độ mình chấm và nó cháy là xong. Các bác có thể là bôi keo nền sẹo, và không bôi keo nền sẹo cũng chả sao. Này em không cần bôi keo nền sẹo. Tại là cái cây HO bao giờ nó cũng bị cái lá nó kiểu chấm ruồi này. Đấy, mình tưởng nó bị bệnh nhưng không phải. Em để ở đây. Rồi bây giờ là mình sẽ trồng cây. Mọi người có thể là dùng một cái dây thép để cắm vào đây. Như em thì em dùng cái dây nó nhỏ thôi, mình bẻ nó vào và mình cắm vào thì nó sẽ không bị xoay. Ví dụ mình dùng một cái thì là sau này là cây nó bị xoay, nó long gốc, nó không tốt.
Mình dùng này thì nó có hai cái này nó cùng giữ nên là nó sẽ không bị xoay. Xoay cái gốc. Đây, nó sẽ không bị xoay cái gốc. Nó khỏe hơn. Khỏe. Hơi thấp luôn. Ướm thử vào đấy. Ok. Đây, nó sẽ không bị xoay gốc, rất là cứng. Nó không như mình dùng một cái que mà mình cho vào thì nó sẽ là bị xoay gốc. Thì bây giờ em sẽ trồng. Là như lần trước này em có cho mọi người xem nên là cái trồng nguyên bằng cái rêu sâu này cũng được. Miễn là vườn nhà mình thoáng nên là em trồng là ở bên lớp dưới này em để đá bọt nhá. Để nó thứ nhất là nó thoáng và hai là nó giữ ẩm tốt. Mà mình cho một lớp rêu sâu này để giữ ẩm. Cô chú chị có thể là cho dày hoặc mỏng tùy theo cái độ thông thoáng của vườn nhà mình. Ví dụ là vườn nhà mình không được thoáng thì không nên cho. Còn đó là vườn nhà mình thông thoáng thì cho thoải mái. Cái mà phân trắng của Nhật thì cái phân này nó dùng được lâu năm thì là hầu như là sẽ dùng bón lót. Thì em sẽ lót vào đây một ít. Thực ra là tầm này dễ nó chưa xuống đến nơi để nó ăn được, nhưng mà mình cứ cho nó vào thôi để nó ngấm dần vào. Thì sau là dễ nó xuống đâu là nó có đồ ăn đến đấy. Thì nó sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho cây phát triển. Bé lắm, mới được khoảng 1,5 cm. Mới được khoảng 1,5 cm. Sau đó mình kẹp vào đây thôi. Đấy, kẹp vào đây và cho vỏ thông. Cái này em làm tạm đi tí, em phải chỉnh lại cái kẹp này. Thôi chỉnh luôn đi. Không nhìn nó mất hết quan điểm. Đây là nó có cái gờ này. Mọi người có thể dùng dây thít hoặc là dùng cái kẹp. Mình có cái gờ mình kẹp vào cái sắt này. Đây là nó sẽ không bị tì mạnh vào cây. Và mình trồng cái mắt ngủ này hướng ra ngoài, đừng hướng vào cái thanh sắt này nhé. Để sau mình tạo điều kiện tốt nhất cho cây nó phát triển. Đấy, rất là đẹp nhé. Sau này dễ nó bám vào thì mình bỏ kẹp ra thôi. Mọi người trồng cây hoặc là thao tác tất cả là lách kỳ trên thân nhá, tránh trường hợp là tay mình sờ vào đầu rễ nhá. Tay mình sờ vào đầu rễ là đen luôn đấy, là vứt cái rễ đi luôn đấy. Nên là lên trên live mà thấy công nào ông ấy bán cây mà cứ cầm tay vào rễ này là thôi không mua nữa. Đấy là cái nguyên tắc. Tại vì cái rễ nó rất là nhạy cảm nên là cô chú chị có thể lưu ý cái phần đấy. Và trồng những cái cây thì mọi người lưu ý cho em là tránh là mình để rễ nó bám luôn vào giá thể nhé, để nó tự nó tìm đến giá thể nó ăn thôi. Nó cứ đủ ẩm là cứ khoảng 3-4 ngày nữa, như cái thời tiết này thì chắc là nó sẽ chui xuống. Mình cứ để nó cây rễ nó cách mặt giá thể khoảng 0,5 cm hoặc 0,3 cm và để độ ẩm nó tương đối nhiều ở đây. Sau này có thể là mình sẽ rút cái rêu này ra chứ không không để, nhưng mà hiện tại thì mình sẽ để nhiều rêu vào để nó giữ ẩm. Khi mà rễ nó bám xuống cái thì mình bỏ ra không sao,
hoặc là để nguyên rễ cũng được. Cây tầm này thì nó cũng chưa có ăn được bất cứ một cái loại phân tan chậm nào mà cô chú chị rắc lên trên bề mặt này. Tầm này thì cây nó chỉ gọi là nó phát triển để nó xuống rễ thôi, nên là mọi người không cần phải phải là bỏ phân vào đây làm gì cả, và trồng như này. Sau đó là mình đưa vào một cái khay, mình đổ nước vào để nước nó sấp sấp đến đây để cho nó giữ ẩm cho cây chậu lan. Thì trong vòng khoảng 2 đến nhanh thì 3 ngày là rễ nó bơm xuống, mà chậm thì nó rơi vào tầm khoảng 1 tuần. Nhưng mà để vào chỗ râm mát thoáng gió, không cô chú chị không lên là để vào những cái chỗ mà nó nhiều quá nhiều nắng nhá. Chứ để quá nhiều nắng là lá nó sẽ héo đi và cây sẽ hỏng nhá. Em để như này thôi, mấy hôm nữa quay lại cho cô chú chị xem là nó sẽ bám rễ luôn rồi. Đây là sau khi là em đã trồng xong thì em lấy một cái chậu, cô chú chị có thể cho vào bất cứ cái gì, mình như mình để lưng lưng nước ở phần bên dưới này, nó khoảng độ 2 cm, để cái hơi nước nó bốc lên mà nó sẽ kích thích cái rễ của mình nó xuống, nó tìm nước để nó lấy dinh dưỡng. Và cái thứ hai là cô chú anh chị lưu ý cho em là mình phải để vào chỗ râm mát, không tránh ánh nắng trực tiếp nhé. Và mình sẽ phun hồng nguyễn 3 ngày một lần, và cái lưu lượng nó rất là nhỏ thôi, mình cho là 10 giọt trên 1 lít nước. Thứ nhất là để nó kháng khuẩn, và thứ hai là để kích thích rễ nó xuống nhanh hơn và kích thích sinh trưởng cho cây nó mở ngọn đi lá. Cô chú chị lưu ý cho em là khi mà mình mới trồng cây lan như vậy thì là không lên là cho nó ăn nước mưa nhé, thì là nó sẽ bị hỏng cây. Và mình trồng như này rồi thì sau khi là rễ nó bám xuống giá thể thì là cô chú chị có thể là bổ sung thêm giá thể và phân. Như đây thì em chưa bổ sung cái này, sau khi mà rễ nó bám xuống là em sẽ bổ sung cái này. Và lúc mà rễ nó bám xuống thì ví dụ là cái vườn cô chú anh chị mà nó độ ẩm của nó cao, hoặc là cái vườn cô chú anh chị mà nó bí, thì mọi người có thể là bỏ vội cái rêu sâu này ra nhé. Còn đâu là vườn thoáng thì cô chú anh chị cứ để cho em rêu sâu ở đây, và sau khi mà rễ nó bám xuống thì là mình có thể là rắc phân tan chậm lên cái mặt này, và mình bỏ cái thêm cái giá thể. Ví dụ không có cái giá thể này của em thì cô chú anh chị có thể là bỏ thêm những cái giá thể như là bỏ thông không thôi. Nhưng mà lưu ý với em là mình sẽ rắc phân xong rồi mình sẽ bỏ cái lớp giá thể để nó che đi cái phân đấy, để sau này cái ánh nắng mặt trời nó chiếu vào nó không chiếu trực tiếp vào cái phân, nó sẽ không làm giảm đi cái nồng độ của phân. Rồi, video của em đến đây là kết thúc. Em xin chúc cô chú anh chị là có buổi tối vui vẻ. Hẹn cô chú chị là cái video sau. Mọi người xem video cảm thấy có ích thì cho em xin một like, đăng ký kênh, chia sẻ để mọi người cùng biết nhé. Ủng hộ để kênh ngày càng phát triển. Em là Sĩ Hải Phòng.